Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Blue Energy Việt Nam. Ngày hôm nay Blue Energy Việt Nam xin gửi đến các bạn video đấu nối động cơ tông gen TSD-Z2 phiên bản LCD nằm giữa ô tan. Động cơ này có công suất là 500W. Thì đối với động cơ TSD-Z2 tông gen thì có hai phiên bản. Một là phiên bản LCD nằm giữa ô tan, nằm rời. Phiên bản thứ hai là phiên bản mà LCD nó nằm cùng với cụm nút nhấn bên tay trái. Đó, thì bây giờ Đức sẽ hướng dẫn đấu nối cái phiên bản này các bạn ha. Đầu tiên là các bạn xem giùm mình là những cái phụ kiện đi kèm. Đầu tiên là động cơ TSD-Z2 500W. Đây các bạn thấy chưa? 48V 500W. TSD-Z2 4000 RPM, 4000 vòng trên phút. Đây, hình dáng của bạn nó là như thế này đây các bạn. Sách hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn đấu nối, hướng dẫn lắp lên trên xe các bạn ha. Tay thắng đây là tay thắng cơ và có ngắt điện nha các bạn. Tay thắng cơ có ngắt điện. Tay ga này là loại tay ga gạt các bạn ha. Cụm nút nhấn ở đây gồm có phím nguồn nè. Phím nguồn là dùng để mở nguồn, tắt nguồn và mở đèn. Phím information, phím tăng giảm LCD. LCD này có nút tăng giảm, trên LCD có nút information, có nút nguồn luôn. Hai bộ phím này là chức năng như nhau nha các bạn. Bên dưới LCD thì có chỗ cắm tay ga và hai tay thắng nè. Rồi có chỗ sạc USB nữa nè. Mắt đọc tốc độ. Bộ dây này là bộ dây để đấu đèn các bạn ha. Dây này là dây đấu đèn. Cái phiên bản LCD nằm tích hợp với cái cụm nút nhấn bên tay trái á, thì nó tặng thêm cái đèn 6V. Nhưng mà phiên bản này không có tặng. Nhưng cũng có chừa sẵn dây cho mình luôn nè. Nếu như mình có đèn 6V thì mình mua về mình đấu vô. Rồi, cái đế để bắt LCD lên tay lái ha. Đây là 500 để đọc tốc độ. Cái này bạn gắn lên bánh, còn cái này gắn lên sườn thì khi vòng bánh xe nó quay á, nó đi ngang cái vị trí này thì chỗ này nó sẽ bắt cái tín hiệu và nó đưa về LCD để nó tính toán ra là một vòng đó là đi được bao nhiêu quãng đường, rồi nó tính ra tốc độ cho các bạn luôn. Đây là bộ ốc vít để mình gắn động cơ vào trong trục giữa. Đây là cái dụng cụ để mình vặn cái con ốc bắt trục giữa vào trong xe mình ha. Đây, nó để vặn cho cái này. Hai giò đạc này được sơn tĩnh điện, chất liệu là bằng nhôm, rất là cứng cáp. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn đấu nối ha. Giờ hết cái này qua một bên đi. Đầu tiên là động cơ nè. Bên dưới động cơ có 3 sợi dây. Sợi dây này là sợi dây nguồn. Sợi dây này là đấu lên LCD. Còn dây này là đấu ra mắt đọc động cơ. Rồi mình lấy dây này trước. Sợi dây này nó chia ra cho các bạn nè. Đầu này là để các bạn đấu vào trong đây, cái dây mắt đọc động cơ ha các bạn ha. Rồi cái dây này bạn sẽ đấu vào trong một trong hai vị trí này, bạn đấu bên nào cũng được.
Đó, đấu vào đây. Được chưa? Cái này mình cắm thờ thôi ha. Các bạn cắm thì các bạn sẽ đẩy cho thật là sát vào. Tại vì cái này đẩy vào nó hít rất là cứng, nó chống nước cho nên là nó rất là cứng. Rồi, cái đầu còn lại nè, các bạn đấu vào trong đây. Đây, cái dây từ động cơ ha. Rồi, dây LCD. Dây LCD nè, các bạn thấy là cái đầu dây nó lớn hơn đúng không? Là mình đấu vào cái dây lớn hơn, được chưa? Đấu vào đây. Nhớ là để ý cái chiều nha các bạn. Ở đây các bạn thấy có cái mũi tên nè. Đó, có cái mũi tên các bạn thấy không? Thì mình phải để đúng mũi tên nha. Không đúng mũi tên là cắm vào một cái là nó gãy hết mấy chân bên trong này là coi như xong sợi dây luôn đó. Rồi, ok các bạn ha. Vậy thì cái dây là cái dây mắt tập động cơ là mình đấu xong rồi nè. Rồi, cái dây bên này là một đầu các bạn kéo ra đèn trước, một đầu các bạn kéo ra đèn hậu ha. Rồi, dây LCD cũng đấu xong nè. Còn dây nguồn, dây nguồn thì tí xíu là mình đấu xong hết, mình sẽ đấu nguồn vô ha. Bây giờ đến lượt cái LCD ở trên này. Ở đây nó có 3 lỗ nè, 3 lỗ vuông ha. Thì các bạn đấu ở giữa là tay ga. Rồi, các bạn nhớ để ý chiều nha. Nhớ để ý chiều nha. Cái này bạn cắm ngược vậy nó cũng vô, cắm quay ngược vậy nó cũng vô. Các bạn để ý chiều là cái chân bên trong nó nằm về cái hướng nào, rồi cái hướng cái chân bên này nó nằm về hướng nào đó, để mình quay cắm cho đúng. Đây, bạn thấy cái rãnh này không, cái chỗ lồi lên không, thì mình sẽ quay về hướng cái tang này nha. Nè các bạn nhìn nè, được chưa? Cắm vô đó. Dây tay ga là cắm lỗ giữa nha các bạn. Hai dây bên hông thì mình cắm thẳng. Rồi, cái chỗ cái đường lồi lên này nè cũng quay về hướng cái tem, được chưa? Nè, đó. Rồi, tay thắng bên kia cũng tương tự các bạn. Đây, nhớ quay cái chỗ lồi này về hướng cái tem. Rồi, xong ha. Tay ga, tay thắng. Rồi, còn cái này, cái này là mình đấu cái bộ, cái này là mình đấu bộ nút nhấn. Rồi, ở đây thì nó không có mũi tên nhưng mà nó có cái khuyết cho mình ha. Có cái khuyết cho mình nè. Đó, các bạn cắm vô. Xong. Rồi, mình để nó gọn gàng qua một bên rồi mình đấu nguồn ha. Về cái phần này lắp về phần cơ khí để gắn cái LCD lên trên bô tang lên trên tay lái thì chắc mình không cần phải nói là ha. Cái này cũng đơn giản thôi. Này, cái này mình kẹp vô tay lái nè. Còn cái phần này là mình đấu vô LCD. Rồi còn phần giò đạp này thì đơn giản rồi. Giò đạp này các bạn mở con ốc này ra. Mở nó này ra xong rồi gá vào, xong rồi bằng siết ốc vô. Còn chỗ này thì gắn bằng đạp thôi, đơn giản ha. Bây giờ mình sẽ đấu nguồn nè. Đây, mình có sẵn một cái bộ nguồn 48V. Ở đây mình đấu là cho các bạn thấy cho nó on nguồn nên thôi, mình không có hàng, mình kẹp nó lại ha. Rồi, âm qua âm, dương qua dương rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bật nguồn lên, bật nguồn pin lên. Rồi,
Mình mở nguồn thử ha. À, các bạn thấy chưa? Rồi bây giờ lên ga thử nè. Tăng lên nè. Rồi cái mức tăng giảm này là mức tăng giảm của trợ lực các bạn ha. Còn tay ga là nó cho mình maximum luôn. Rồi cái bộ nút nhấn. Đâu rồi bộ nút nhấn nó mất tiêu rồi nhỉ. Rồi nó chui xuống tới dưới này luôn, nó trốn dưới này luôn. Mình thử nút nhấn bên này ha. Nút power nè, tắt nè. Mở nè. Mở đèn nền lên nè. À, các bạn thấy rõ không? Giờ thử tăng giảm ha. Tăng giảm information. Đó, nó cho mình biết every speed time rồi auto nè. Đó, được chưa? Tắt. Rồi xong. Video đến đây là hết rồi các bạn ơi. Nếu như mà các bạn có muốn thắc mắc nào về động cơ tăng Gen TSZ2 thì các bạn có thể comment trực tiếp dưới video, hoặc các bạn có thể nhắn tin hoặc gọi điện đến trực tiếp đến Blue Energy, sẽ có người giải đáp cho các bạn ha. Rồi, xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày đẹp trời.